Hello, cậu bạn Nguyễn Audio xin kính chào tất cả anh em và quý vị. Hôm nay em rất vui vì đã có hai đơn hàng cùng một lúc đi hai hướng khác nhau. Một món là đi phía Bắc và một món đi miền Tây. Rồi, không mất nhiều thời gian của anh em. Và đây là bộ bô AM7 màu trắng. Theo yêu cầu của vị khách là trước khi test, em mở nội thất ruột gan ra để cho vị khách xem. Và đây là cái phần bên trong của con AM7. Thì em đã mở ốc ra rồi. Cái phần này thì đây là con AM7 nha. Đó, Alcestimate 7, thiết kế ở Mỹ và hoàn thành tại Mexico. Có 3 đường vào và 3 đường ra, left, right và center. Và tương ứng với đây là có những cái chạm. Đó, anh em xem ha. Thùng bọng góc cạnh là cặp loa này, bộ loa này là rất là đẹp. Vẫn còn nguyên zin, nguyên bản. Và đây là cái phần bên trong. Thì ở đây nó có cái sợi dây và nó có xoắn lại như thế này thì vẫn còn zin nhé. Em cũng chưa có tháo hẳn ra. Thì bây giờ hôm nay em thể theo yêu cầu của vị khách thì em quay bên trong. Đây, mời em trai vào xem nha. Đây là cái loa của em. Đó, rất là đẹp nha. Mới tinh luôn. Tất cả những cái loa súp mà khi mở ra thường thường thì những cái loa trong này hiếm khi mà nó cũ lắm. Vì cái loa nó nằm trong này thì nó không có tiếp xúc với không khí. Đó, chỉ có bụi thôi. Đó, vì cái hơi nó dao động qua mấy cái lỗ hơi thì nó chỉ bụi thôi. Chứ còn mới thì cực kỳ mới. Và chờ mình một tí xíu để mình lật ngược, mình tháo bớt cái dây nới lỏng ra để mình cho bạn và quý vị cùng xem luôn bộ phân tần của AM7 nha. Chờ mình giây lát. Rồi, và sau khi mình nới lỏng cái dây ra thì bên trong của nó đây, bộ phân tần của nó gồm có 7 bóng đèn. Riêng cái đời AM7 này rất là đặc biệt là nó có 7 cái bóng đèn. Đó, 7 cái bóng đèn này là bóng đèn cầu chì, có nhiệm vụ là bảo vệ các loa vệ tinh. Và đây là bộ phân tần để nó lọc tiếng và chuyển tiếng ra loa vệ tinh, phân bát chép. Đó, tất cả còn nguyên bản, chưa đụng chạm gì hết. Rồi, trong clip này sẵn tiện thì mình sẽ viết luôn cái trang web của mình lên trên cái tab lô này để cho bạn yên tâm ha. Khi bạn về bạn mở ra thì bạn sẽ thấy đúng như cái này. Đó, tất cả mọi chi tiết ở trên này thì bạn thấy ha. Nguyên bản chưa có dấu vết là mở, động chạm bất cứ cái gì. Bạn coi kỹ nha. Đó, những cái dây điện này là khi mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta không thể nào quấn lại như cũ được. Vì ở đây người ta quấn bằng máy, cho nên là mọi chi tiết động chạm vào đây là nó sẽ không được nguyên bản. Đó, đây là vẫn còn là tình trạng như trong nhà máy xuất xưởng ra. Đó, rồi các bác chờ em tí xíu để em ký cho bác cái tên website của em lên đây, để khi khách hàng nhận được để thấy là đúng như trong clip mô tả. Các bác chờ em tí xíu nha. Rồi, và đây là cái tên website của em ha, kingaudiovintang.com. Và hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2020. Đó, hôm nay là em viết vào cái tablo này để cho vị khách là rất yên tâm ha. Mình làm cái gì là phải chuẩn chỉ cái đấy chứ không có lộn xộn được. Đó, để khách hàng người ta đặt niềm tin, vì cái niềm tin là nó vô giá. Rồi, mọi chi tiết còn nguyên bản nha. Đó, cầu chì là gồm có 7 bóng. Mỗi bên có 3 bóng. Ở giữa có một cái bóng chấm xanh. Rồi, và đây là cái phần phân tần ha. Rồi sau đó là mình chúng ta xem thêm cái phần bên trong là cái loa. Đây, loa ha. Loa là còn nguyên bản, ốc ác chưa đụng chạm, mới tinh. Đó, thùng bên trong là thơm phức luôn. Rồi, đây, mình quay cho nó sát sát, nó vướng cái dây điện quá. Đó,
cái này, cái bụi bụi này là cái gỗ ha. Đó, mình cứ để nguyên cho nó nguyên bản, cái gì của nó thì nó vẫn để ở đấy. Rồi thùng bọng đây nha, góc cạnh là còn nguyên nha. Đó, màu trắng nhưng mà rất là đẹp, chứ không phải màu trắng mà xấu nhé. Đó, trắng rất đẹp luôn. Rồi chúng ta thấy cái bộ phân tầng của nó như thế nào, rất là khủng đúng không? Đó, rất là khủng luôn. Rồi bây giờ mình đóng nắp lại nha, đóng nắp và tiết mục chúng ta là test âm thanh. Và đây là bộ bô mà hôm qua em định test thì hôm nay em sẽ test luôn nha. Đây là bộ bô AM10 của bác khách đi Cà Mau. Cũng rất là thành thật là xin lỗi bác là mấy hôm nay em cũng quá nhiều việc đi. Bộ bô AM10 Series 2. Bác lấy một súp và hai loa Cube màu đen. Và bộ của em trai này là màu trắng nha. Hai loa vệ tinh Array màu trắng luôn. Cũng rất là đẹp. Tình trạng là còn nguyên bản hết. Rồi, mời anh em xem giùm em nha. Sau đây là em đã đấu nối con Amly Thin đi. Tiếp theo yêu cầu của các bác là muốn test con Amly Thin đi. Và đây là hai bộ bô AM10 cùng với Array Series 3, bộ màu đen, và bộ bô AM7 Array Series 3 màu trắng. Em test hai bộ này cho hai vị khách. Bộ AM10 Series 3 thì đi Cà Mau, còn bộ màu trắng này thì đi phía Bắc Việt Trì. Đó, hai người hai nơi. Và em test với con Amly Thin đi. Rồi, bây giờ là đây là con Amly Thin đi ha. Con Amly Thin đi này em đã làm một cái clip rồi, thì hôm nay em làm lại test đánh hai bộ bô để xem uy lực của con Amly Thin đi này nó như thế nào. Và điều đặc biệt ở cái con Amly này là nó có thể đánh hai kênh dồn là một, có nghĩa là ở đây nó có bốn cái volume, là mỗi một volume nó chỉnh một loa, một kênh. Đó. Mỗi một cái volume này nó chỉnh một kênh. Và nếu như chúng ta chuyển công suất, có nghĩa là dồn công suất, có nghĩa là hai kênh này nó làm một và hai kênh này nó làm một. Đó. Và ở đằng sau nó có nhiều chế độ đánh. Có nghĩa là đánh dồn công suất, đánh qua xuất âm biến thế, xuất âm qua IC, nói chung là nhiều chức năng lắm. Tuy nó mỏng mỏng nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất là nặng và chất âm cũng rất là hay. Rồi sau đây mời các bác đeo tai nghe để cảm nhận một phần nào đó về chất lượng âm thanh của bộ loa AM10 và bộ loa AM7 cùng với Amly Thin đi, lấy tín hiệu từ Bluetooth qua để chúng ta test. Thì chất lượng Bluetooth thì nó cũng không thể nào đạt tới cái cảnh giới cao nhất của chất lượng âm thanh CD. Chúng ta chỉ nghe để cảm nhận là sự hoạt động của bộ loa cũng giống như cái Amly. Chứ còn nếu như để mà chúng ta nghe qua cái tai nghe mà qua cái điện thoại này, mà để nó đạt tới cảnh giới như chúng ta nghe kênh YouTube trực tiếp thì không thể nào đạt được. Vì ở đây chúng ta thâu từ tín hiệu ở loa qua điện thoại thì nó không phải như ở phòng thu. Cho nên là chất âm nó không thể nào đạt hết được cái độ nét, độ sắc và cái độ chuẩn của âm thanh. Cho nên là chủ yếu là chúng ta test để chúng ta cảm nhận một phần nào đó về cái chất lượng âm thanh. Chứ còn thực sự nếu mà để đòi hỏi cái độ hay thì chúng ta phải ngồi tại cái phòng quay của em ở đây, thì chúng ta mới nghe được là cái chất âm nó như thế nào. Rồi, không mất thời gian của các bác, em test trước bộ AM10. Đây, bộ AM10 thì em đã đấu dây rồi ha. Và em đấu qua cái hai cái kênh đằng trước này. Còn bộ AM7 thì em đấu qua hai cái đằng sau này. Rồi, bây giờ em cho volume nó về không trước. Đó. Rồi, em cho volume tổng lên nè. Đó, em cho lên tầm 11 giờ ha. Rồi, chúng ta bắt đầu nè. Và cái nhạc phẩm em test thì qua cái kênh YouTube Nhạc Vàng thôi. Mời các bác một vế trước nha. Người đi xây tương lai, sáng mong từ tương lai như gió là mây. Rồi, quảng cáo, quảng cáo. I hope that's true.
Bây giờ em test một vế trước ha, có nghĩa là vế ở đây là em cắm hai đường, đường left và đường right. Ở trên là đường đi ra loa vệ tinh và đường dưới là đường đi vào. Thì đường L và đường R. L là left, left là trái và R là right, right là bên phải. Sau đó em sẽ test từng kênh một ha để kiểm chứng là cái bộ loa này nó vẫn còn nguyên bản và hoạt động bình thường. Rồi, bây giờ chúng ta test con ly này ở bên vế phải trước nha. Rồi. Rồi, bây giờ là bên trái nha. Em cho hai cân nha. Tôi ngó về cuối trời, tay thì ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người, chỉ còn sót lại tâm hình gìn giữ được thôi. Rồi, đó là bộ M10 nha. Bây giờ chúng ta test tiếp qua cái cổng, em sẽ chuyển một cái dắt để chúng ta test ba cái kênh còn lại. Rồi, em chuyển cái cổng center qua đây. Đó, và chuyển tín hiệu ở dưới qua center. Và em lấy cái cổng hẳn này ra để chúng ta test nó rõ hơn ha. Đó, cổng này chúng ta test rồi, cổng này chúng ta test rồi. Bây giờ chúng ta test cổng C, cổng LS và cổng RS. Chúng ta test ba kênh này nữa là xong. Bây giờ là cổng center nha. Đây. Đó, center nó có loa bass luôn. Năm cổng hát tốt, âm thanh nói chung là chuẩn chỉ. Sau đây em xin được test tiếp là bộ AM7. AM7 thì em đấu qua hai kênh này nha. Rồi em cũng rút ra hẳn để cho nó tính chất khách quan. Đó, em rút hẳn ra để cho các bác thấy là em không có đánh cái cặp loa này. Đó, các bác thấy ha. Rồi, và đây là volume của cái AM10 là em đang vặn về không nè. Đó, em không có vặn lên. Và đây là cái kênh volume của cái AM7. Rồi, bắt đầu mời các bác. Em test từng vế một để chúng ta cảm nhận là hai vế đều hát.
lại quảng cáo. Ensu Gold nên có dạng nước mới, công thức dinh dưỡng hàng đầu, bổ sung dưỡng chất đặc biệt cho cơ HMB cùng đạm. Rồi, đó là với trái nha, bây giờ với phải nè. Rồi một mình tôi ở lại, đêm bóng dài nghe lạnh đầy bờ vai, người đi vương nỗi nhớ, người ở lại mang nỗi chờ, ngõ hồn cô quạnh bơ vơ chỉ còn lại một vần thơ. Anh đi rồi nửa hồn tôi khờ dại, chán chớ hoài những kỷ niệm ngày xưa, ngày tôi anh gặp gỡ, ngày ta từ tay vẫy chào, mềm lòng chấp nhận xa nhau bởi dòng đời tựa sóng dâng cao. Anh ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta, anh vô tư hay là anh rồi vẫn nhớ những con. Rồi bây giờ là em test hai kênh nha, em test hai kênh trái phải của em M7 nha. Anh đi rồi có nghĩa là xa xôi, tôi mong chờ cũng chỉ là chờ thôi, làm sao ngăn được người ở lại chung đời, tình mình nay đành chia vui mắt, lệ buồn tuôn mặt bờ môi. Rồi bây giờ em test cái đường center của M7 nha. Em test cái đường center của M7 thì bây giờ bằng cách là em rút một chạm ra, chỉ để một chạm và đấu vào đường center để chúng ta nghe ha, để kiểm chứng là cái đường center này nó hát bình thường nha anh em. Đó, xin em chờ em chia lát để em đấu dây. Rồi anh em nha, đây em tháo ra và chỉ để đúng chạm center thôi. Đây cái chạm center em đấu vào đây ha. Đó, cho nên là anh em là cứ yên tâm là em làm là chuẩn chỉ lắm. Cái quan trọng nhất là phải uy tín. Còn giá cả hay cái gì nữa thì mình tính sau. Mình cứ phải tính là cái nói cái gì là phải đúng cái đó, thì anh em mới đặt niềm tin lên mình được. Một sự mất tin dạng sự mất tính. Khách hàng đặt niềm tin lên mình mà, thì mình cũng phải làm sao cho người ta có cái niềm tin nhất với mình. Rồi anh em thấy ha, đây dày đây. Đó, cái phòng quay của em nó hơi bé, rồi cũng có một mình nè, làm nó cũng hơi chật vuột, anh em thông cảm nha. Đó, đây là dây nè. Đó, center nha. Thử đường center. Đường center này thì nó lại không có bass nha, chủ yếu là nó tách cái tiếng và nó lấy cái phần dãy mid thôi, cho nên là sẽ không nghe tiếng bass nha anh em. Rồi đây, volume. Đây, cái đường center là nó là cái kênh này nha. Đó. Tôi quên biết anh giữ đêm thật tình cơ. Đó, anh em nghe ha. Đó, em cho nhỏ nè. Đó, thấy chưa? Đường center là nó hát nha anh em. Đó, hai cái dây đấu đàng hoàng nha. Đó. Cũng giống như là có một YouTube khác là họ đã làm về mô tả về cái chất âm khi thâu qua điện thoại, thì hôm nay em cũng nói lại vấn đề đó.
thì khi qua cái điện thoại chúng ta chỉ cảm nhận một phần nào đó về chất lượng âm thanh, chứ còn không thể nào đòi hỏi giống như chúng ta nghe những bản nhạc remix hoặc là nhạc bolero trên cái kênh riêng biệt chuyên nhạc. Thì đây là chúng ta chỉ để là test máy, thì nó chỉ là cảm nhận phần đó về chất lượng âm thanh thôi. Rồi, đường center đây, mời các bác nha. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buốt qua tim, ánh đèn thật buồn cô đơn càng rét hơn nhớ người. Rồi, đường center hát tốt nha. Đó, đường center hát tốt. Rồi bây giờ sau đây là em sẽ test tổng thể là con âm ly Thiendy này sẽ đánh hai cặp loa AM7 và AM10. Các bác chờ em giây lát để em đấu kết nối mấy cái dây nó lại vì em vẫn tháo hết ra rồi. Đó, các bác chờ em tí xíu nha để em đấu dây lại. Rồi anh em nha, đây em đấu dây rồi, bộ AM10 đây. Đó. Rồi AM7 đây. Chung là em đã đấu rồi, em chỉ đấu là để chúng ta cảm nhận về cái uy lực của cái con âm ly là nó hát được, nó đánh được một lúc hai cái bộ loa, chứ không phải là chúng ta kiểm chứng về độ âm thanh hay là cái gì, chủ yếu là chúng ta test về cái độ mạnh của âm ly thôi. Rồi sau đây mời các bác nha, vẫn là Bolero nhạc vàng kênh YouTube thôi. Đây để em đây, volume em đang để tầm 11 giờ nha, và bắt đầu cho từng kênh lên nè. AM7 trước nha, AM7 vế phải, vế trái, AM10. Các bác thấy nó ghê không? Cái con này nó nhỏ nhỏ thôi. Lazada xin xin nhiệt. Quảng cáo hoài. Rồi, chỉ như vậy là để chúng ta cảm thấy là uy lực của con âm ly ha. Chúng ta cũng không phải là để nghe nhạc, mà chủ yếu là chúng ta test cái bộ loa và cái độ mạnh của con âm ly Thiendy. Con này thì có cái giá rất là mềm mại nha anh em. À, bây giờ hôm nay em sẽ báo giá cái con này rất là đặc biệt cho anh em luôn. Con này có cái giá là 4,5 triệu bao ship. Đó, con âm ly Thiendy này có cái giá 4,5 triệu bao ship nha. Đó, anh em cứ tài khoản nổ là âm ly lên đường. Đó, âm ly này là em bao zin, bao nguyên bản. Tình trạng hoạt động thì các bác cũng thấy rồi đúng không? Em cũng không cần phải nói thêm là hoạt động như thế nào. Đó, và điều đặc biệt là con này là đây là cái phần chỉnh âm sắc của nó. Đồng trục, bên trong là chỉnh bass, bên ngoài là chỉnh chép. Và có qua mạch âm sắc, đây, tông và nhã tông. Và có những cái cổng kết nối sau đây. Và điều đặc biệt là con âm ly này là hàng nội địa dành cho thị trường Nhật chứ không phải là xuất. Đó. Có cái mã là Thiendy TA5450. Đó, âm ly thì hình thức vẫn còn long lanh đẹp ha.
Thì em đã làm một cái clip về nội thất con này rồi, cũng có test rồi thì phải. Lâu rồi em cũng không nhớ. Hôm nay em sẽ làm lại con này và báo giá cụ thể cho anh em là con Amly Thiên Đi này. Có giá 4,5 triệu bao ship. Anh em khỏi cần lăn tăn, cứ nhấc máy lên là mình lấy con này. Chỉ cần chuyển khoản cho em đủ tài khoản nổ là em sẽ đóng gói con này gửi đi cho các bác, và các bác không phải tốn thêm một đồng nào về cái vấn đề là tiền ship. Đó, hôm nay em nói rõ ràng nha, con này em báo giá là 4,5 triệu bao ship, cho nên các bác không cần phải lăn tăn. Và điều đặc biệt con Amly này là nó có hai đường xuất âm, một là xuất âm thẳng từ IC, hai là xuất âm từ biến thế, nó kiểu như Amly đèn vậy đó. Đó là điều đặc biệt mà không có con Amly nào có được. Và điều đặc biệt thứ hai là cái gì? Là ở đây nó có 4 cái kênh, và mỗi kênh chúng ta tùy biến lớn nhỏ khác nhau là điều thứ hai. Và điều thứ ba nữa là gì? Nó giống như một cái bao công suất, có nghĩa là nó có thể dồn hai kênh này làm một kênh. Đó, dồn công suất hai kênh thành một kênh, có nghĩa là nó đang đánh 4 kênh thì nó dồn lại còn hai kênh. Thì anh em nào muốn đánh kiểu đó thì tốt nhất anh em tìm hiểu kỹ, và có đằng sau nó có cái nút gạt, anh em tìm hiểu kỹ rồi anh em hãy chuyển đổi đó. Chứ còn em thì em vẫn để 4 kênh đánh cho nó sướng nha. Đó, thì tình trạng hát như thế nào thì nãy giờ em cũng đã làm rồi, hát trái phải kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4, tất cả các kênh hoạt động bình thường. Khi các kênh hoạt động bình thường thì 4 cái đèn đỏ này nó sẽ sáng. Còn khi các bác mà cấm đấu nối dây mà nó chạm thì trong những cái đèn này nó tự động nó tắt. Đó, cho nên là các bác phải cẩn thận nha. Và điều đặc biệt trong này là nó có tới 2 cái relay. 2 cái relay đó, nó mỗi một cái relay nó tượng trưng cho một vế. Đó, ví dụ đây là một vế, đây là vế kênh, đây là cái kênh A nè, kênh này kênh B nè. Đó, và Amly này là Amly của nội địa thị trường Nhật, dành cho thị trường Nhật, và điện áp của nó là 100V. Còn về công phần công suất thì em sẽ quay đây, lật đằng sau cho các bác xem luôn. Vì nhiều khi các bác cứ hỏi em cũng rất là bận bịu nhiều việc không nhớ hết. Đây, các bác xem nha, đây là thông số nè. Đó. Công suất của nó là 280W công suất tiêu thụ điện nha các bác. Hình như là công suất tiêu thụ điện năng thì phải. Đó, thì cái chữ Nhật này em cũng không có biết dịch. Cho nên là điện áp là 100V ở dải tầng 50 đến 60 hạt. Và công suất tiêu thụ là 280W. Còn mỗi kênh bao nhiêu thì phải nhờ ông database để chúng ta kiểm chứng. Rồi. Và một lần nữa đây em sẽ nói sơ về cái cách dồn công suất. Khi chúng ta dồn công suất thì chúng ta nhìn ở cái kênh này nha. Đây nó có chữ BTL, có dấu âm, dấu dương. Các bác nhìn kỹ thao tác ở đây, BTL và ở đây. Chúng ta đang đánh ở chế độ bình thường, đánh 4 kênh. Chúng ta không chọn BTL. Đó, các bác nhìn đây nha. Ở đây em đang để chế độ đánh 4 kênh. Đó. Cho nên là các bác cứ nhìn kỹ rồi các bác đấu nói ha. Các bác làm sai là tự động nó ngắt. Đó. Mà làm nhiều lần như vậy mà sai thì chắc chắn sẽ xảy ra những hiện tượng không tốt. Thì hiện tại là em đã đấu nói theo trường hợp đánh 4 kênh. Đó. Còn bác nào mà muốn dồn công suất hay như thế nào thì các bác tự tìm hiểu cho kỹ trước khi chúng ta đấu nói. Chứ em thì cũng không có nhiều thời gian để mà nghiên cứu cái vấn đề này. Đó, còn tình trạng Amly là nguyên bản zin. Rồi, clip của em đã quá dài, em xin kết thúc clip ở đây để đóng hàng gửi cho hai bác. Và cũng rất là bất tiện vì hồi nãy em cũng không có lấy thông tin, vì em đã bật máy quay rồi cho nên em không thể dừng cái máy để mà em ghi thông tin của một bác Cà Mau và một bác ở Việt Trì. Thì sau khi em dừng clip này thì em sẽ đóng gói rồi em sẽ chụp hình và post trên Zalo của em, để các bác thấy là hai cục hàng của bác là có tên tuổi và đi hai hướng khác nhau. Xin chào tất cả anh em và tạm biệt anh em. Xin hẹn gặp lại anh em ở clip kế tiếp. Anh em có nhu cầu về Amly, loa, karaoke hoặc nghe nhạc từ cổ đến kim, anh em cứ liên hệ với em qua số điện thoại 090-782-7899. Địa chỉ giao dịch trực tiếp tại 290 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em trước khi đến
chịu khó nhấc máy alo cho em một cuộc điện thoại chỉ mất 1.000 để em chuẩn bị đón tiếp các bác thật chu đáo. Địa chỉ nhà em là nó ở trong cái hẻm 290 nha, cho nên là các bác đừng có tự động đến rồi các bác bảo là em không có địa chỉ. Em buôn bán lúc nào là địa chỉ phải rõ ràng, vì địa chỉ nó thể hiện sự uy tín của em. Rồi một lần nữa em cũng nhắc lại một lần nữa là các bác nào ở xa, các bác có thể gọi kiểm chứng qua những cái đơn hàng mà em đã bán đều có số điện thoại để các bác kiểm chứng là những vị khách đã mua hàng của em là họ sẽ nói về em là bán hàng có đúng như mô tả ở trên cái kênh YouTube của em không. Và điều thứ hai nữa là nếu các bác mà vẫn chưa đủ niềm tin thì các bác dùng quyền trợ giúp người thân, đặc biệt là những người ở Sài Gòn hoặc là những người gần em, thì đến tại địa chỉ nhà em để kiểm chứng là em có bán đồ âm thanh hay không và bán có đúng cái món mà bác cần hay không. Rồi, em xin tạm biệt và dừng ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi.